Kolarov sở hữu cái chân trái rất ngoan. Kolarov cú đá phạt kỹ thuật và thủ môn Tô Vĩnh Lợi chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số đã được mở cho đội khách Manchester. Đúng là màn trình diễn mà các cổ động viên đến với sân Mỹ Đình chật kín ngày hôm nay, khéo và có những cú đá phạt cực hiểm. Alexander Kolarov đã mở tỷ số cho đội tuyển, cho các cầu thủ Manchester City. Có rất nhiều cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Manuel Pellegrini tung vào sân ở trận đấu đó, trong đó có những cầu thủ đá hậu vệ. 2-0 cho Manchester City. Một bàn thắng rất đẹp mắt của Raheem Sterling, một trong những cầu thủ được các cổ động viên Việt Nam. Phút thứ 20 trận đấu trên sân Mỹ Đình và tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Manchester City. Cả hai bàn thắng của Man City cho đến thời điểm này đều rất đẹp mắt và đều là những cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm địa. Không phải là những cú dứt điểm mạnh, nhưng đó đều là những cú đá rất hiểm, những tình huống dứt điểm rất hiểm và hoàn toàn khiến bảng đấu diễn ra tại Australia. Và ở trong trận đấu với Roma thì Sterling đã ghi bàn. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Man City. Lần này là một tình huống chạm bóng dễ dàng từ rất gần dành cho David Silva. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Silva, một cú đánh đầu không thành công, nhưng sau đó bóng lại đến với anh một cách rất thuận lợi. Và lần này thì không có gì Silva. Đáng ra đối thủ của Man City trong thua đấu ở Đông Nam Á là đội tuyển Indonesia. Dứt điểm không vào. Đó là cú sút của cầu thủ trẻ Manu Garcia, người cũng đã chơi khá nổi bật từ đầu trận. West Brom. Sau đó ở vòng 2 họ sẽ có một cuộc đối đầu rất đáng chú ý trước nhà đương kim vô địch Chelsea. Lại thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Manchester City. Vâng, một lần nữa tiền đạo trẻ người Nigeria, một tài năng trẻ của Manchester City là Kelechi, để cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Thành Lương, Văn Quyết, cơ hội cho Văn Quyết. Trùng hát đã băng ra để ngăn cản pha dứt điểm ở góc hẹp của Nguyễn Văn Quyết. Công Vinh sút xa. Không vào. Pha bóng sóng gió trước khung thành của Manchester City. Đây cũng là Thành Lương sút xa. Quyết và vừa giữ hai cầu thủ quả đầu tiên đi. Chút xíu nữa thôi là chúng ta đã có được bàn thắng vào lưới Manchester City với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Văn Quyết. Như vậy là bóng đã chạm chân tường và vừa rồi là từ Văn Quyết. Thêm một cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Lần này lại là Công Vinh. Cú đánh đầu của Công Vinh đã đưa bóng đi ra sau lưới. Khoảng trống đã xuất hiện. Công Vinh môn được thay thế thì họ vẫn giữ nguyên những vị trí còn lại. Đường chuyền vào của Navas. Vậy ghi được một cú đúp giống như Raheem Sterling rất dễ dàng. Và Kolarov, người đã mở tỷ số cho Man City, chính là người đã ghi bàn thắng tiếp theo, nâng số lên 5-0 cho các cầu thủ Manchester City. Cả hai tình huống ghi bàn của Kolarov ở trận này đều đến từ những cú đá phạt, một từ chấm phạt đền. Bàn thắng mà chúng ta đang theo dõi lại. Và trước đó Sterling rất hay. David Silva đã có bàn thắng thứ 6 cho các cầu thủ Manchester City. Có lẽ là nằm ngoài dự kiến, ngoài cả sự mong đợi của các cầu thủ Việt Nam. Ba cú đúp đã được các cầu thủ Manchester City thực hiện. David Silva, Raheem Sterling và Kolarov mỗi người ghi hai bàn thắng. Và phối hợp rất hay giữa hai ngôi sao bên phía Manchester City. Cơ hội. Bàn thắng thứ 7 chăng? Tỷ số đã được nâng lên 7-0 cho Manchester City vừa vào sân được cú sút không mạnh. Và thậm chí là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và khả năng cản phá của thủ môn Thanh Diệp. Nhưng bóng vẫn từ từ lăn vào lưới. Chúng ta, các cầu thủ chúng ta gặp một đối thủ quá mạnh. Rất ấn tượng.
đầu tiên của Manchester City chia đều cho ba gương mặt nổi tiếng của đội bóng này. Thì hai bàn thắng tiếp theo của đội bóng áo xanh đến từ những cầu thủ trẻ còn ít tiếng tăm, đó là Marcos Lopez và Jose Pozo. Đường chuyền là của Chí Công. Cơ hội. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Chí Công trong một tình huống vang lên đã có một đường chuyền rất tốt cho Phan Quyết. Nghiền pha từng bóng qua đầu thủ môn Caballero của Manchester City để ghi bàn thắng. Có lẽ là bàn thắng danh dự duy nhất cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Vâng, một bàn thắng vào lưới của Manchester City thôi cũng đủ để tạo nên niềm vui và sự phấn khích dành cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam, những người đã đến sân Mỹ Đình ngày hôm nay để cổ vũ cho cả hai đội và đã được chứng kiến một trận cầu phải nói là rất mãn nhãn, một pha xử lý tỉnh táo và cũng rất vừa đủ, vừa tầm của Văn Quyết để tạo